Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh thành để đánh giá công tác phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đánh giá, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần nỗ lực lớn của các địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không mất bình tĩnh. Công tác phòng chống dịch thời gian tới cần có tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện đổi mới sát với thực tế, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt việc đưa đón người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh. Đồng thời cần có lộ trình để có hộ chiếu vaccine, tiếp tục thống nhất các nền tảng công nghệ tạo thuận lợi nhất cho nhân dân. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, không để sót lọt bất cứ người dân nào. Có kế hoạch thông tin, tuyên truyền theo từng tuần, hàng tháng và đột xuất trên tinh thần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Tổ chức mở cửa trở lại các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn, có các giải pháp đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.